Trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư 3 Tây tháng 4 năm 2024. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua bên Đài Loan đã có một vụ động đất 7.2 độ Richter. Đây là cái động đất xảy ra tại thành phố Hoa Liên, là thành phố biển ở phía đông đảo quốc Đài Loan. Và đây là động đất lần đầu tiên trong 25 năm qua. Và cho đến giờ phút này thì tin tức cho biết ít nhất là có 9 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và 50 người còn bị mất tích ở trong cái công viên quốc gia. Ngay khi xảy ra thì thưa quý vị thấy trên màn hình đó, đây là cái thời điểm mà xảy ra động đất. Người ta đang đi ở ngoài đường và nhiều ngôi nhà bị sập đổ. Có cái nhà chúng ta thấy là nghiêng luôn, lát chúng ta sẽ coi có nguyên cái tòa nhà nghiêng đó, những tòa nhà này nó nghiêng luôn, nó sụp xuống. Và những người đang sống ở trong đó thì họ bị kẹt và những nhiều người bị thương. Và cái chuyện, cái vụ động đất nó xảy ra ngay vào cái giờ mà người ta đi làm và đi học, ngay cái giờ gọi là giờ cao điểm là quý vị thấy đó. Thành ra là cái thiệt hại nó khá là lớn. Tuy nhiên số người chết, 9 người thì không có nhiều lắm, nhưng mà cái số người bị thương là hơn 800 người, nhưng ta không cho biết là bị thương mức độ như thế nào. Thì cái tâm chấn của động đất này đó là nó sâu khoảng gần 10 dặm và nó làm cho người ta phải có cảnh báo tsunami, tức là sóng thần ở bên Nhật cũng như Philippines ở gần đó. Thì sau đó thì cái cảnh báo sóng thần này được gỡ bỏ. Thì đó là sơ bộ cái động đất tối ngày hôm qua, tức là sáng sớm ở bên Đài Loan. Không biết anh có thêm thông tin gì về vụ động đất này không, thưa anh? Những cái thông tin mà chúng ta có bây giờ thì cái trận động đất này thì khoảng chừng 8 giờ sáng giờ địa phương, và đúng ngay cái giờ mà mọi người chuẩn bị vừa đi làm vừa đi học, cho nên cái sự mà gọi là thiệt hại nó sẽ chắc chắn là nhiều. Thật ra bởi vì cho đến bây giờ người ta cho biết rằng là có 934 người bị thương. Và bây giờ các nhân viên cứu cấp đang nỗ lực để mà cứu khoảng chừng 56 người còn đang nằm trong đống đổ nát. Nhưng mà nếu như vậy thì cũng không đến nỗi nào quá nặng. Nhưng mà chúng ta nhìn những cái tòa nhà như thế này, chúng ta biết rằng dân cư mà còn ở bên trong thì phải rất nguy hiểm. Và những người mà sống ở dưới tầng đầu tiên, tầng 1 đó nhiều. Nhìn cảnh sụp này chắc chúng ta thấy rất là nguy hiểm cho những người đó. Chuyện nó như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết rõ ngay đến giờ phút này. Thì hiện tại có lẽ là tin mọi chuyện vẫn còn đang trong gọi là một cái cơn sốc, cho nên chúng ta còn chờ đợi thêm những cái thông tin khác trong những giờ sắp tới thôi. Vâng, cái động đất này như tôi nói quý vị đó là nó gây ra cái cảnh báo sóng thần ở tại cái khu vực đông bắc của châu Á. Nhưng mà nó cũng làm cho bên phía Trung Quốc cũng lo ngại. Chẳng hạn như là ngày hôm nay, thưa quý vị, là những cái ngày mà ta chuẩn bị Tết Thanh Minh, ta đi tảo mộ người thân. Và cái truyền thống này nó có ở nhiều nơi, không chứng ở bên Đài Loan, bên Trung Quốc, cả Hồng Kông, Macau, Malaysia, Singapore, Cambodia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Nói chung những cái nơi mà có cộng đồng người Hoa lớn đó, là họ đều chuẩn bị cho cái Tết Thanh Minh này. Và vì cái chuyện này cho nên bên Trung Quốc đó cũng bị ảnh hưởng. Là cái hệ thống, các hệ thống mà xe điện ngầm, rồi xe điện cao, xe lửa cao tốc và nói chung là phương tiện công cộng đều bị coi như tạm ngưng, bởi vì họ sợ rằng cái tâm chấn, cái hậu chấn á, chẳng hạn như một số tỉnh mà giáp với bên phía mà Đài Loan, gần Đài Loan, chẳng hạn như là Phúc Kiến này, Giang Tây này, rồi Chiết Giang này, đó ở phía đông của Trung Quốc và cả thành phố Thượng Hải luôn, cái khu phía đông của Thượng Hải bây giờ cũng bị ảnh hưởng. Tất cả các cái dịch vụ mà xe điện, xe lửa cao tốc đều bị tạm ngưng. Trong khi đó thì các cái cơ quan mà về đường sắt và giao thông công cộng đó, họ thông báo công chúng là phải cẩn thận, bởi vì không nên đi sử dụng những cái phương tiện này vào lúc này. Và trên mình quý vị thấy đó là cái phòng mà tin tức ở bên Đài Loan khi mà nó xảy ra cái vụ động đất. Cái thành phố Hoa Liên đó, thì nó nằm ở phía đông của bán đảo của cái đảo Đài Loan. Thực ra thì nó cũng xa cái vùng Trung Quốc, cách cũng cả trăm cây số á, nhưng mà người ta vẫn lo ngại. Thành ra là bên Trung Quốc thì quý vị biết đó là cái dân nó đông hơn,
cho nên người ta phải chuẩn bị cái chuyện này. Và ngay cái bộ mà tài nguyên thiên nhiên của Đài Loan đó, ban đầu thì đưa ra cảnh báo sóng thần cấp độ 1, tức là màu đỏ, đó là cái mức mà cao nhất trong tất cả bốn cái mức mà họ đưa ra. Rồi không chỉ bên Đài Loan, thì chúng ta biết là Đài Loan, cái eo biển Đài Loan về phía tây đó, cái bờ biển phía tây đó thì nó cách Trung Quốc độ khoảng chừng 50 cây số, khoảng chừng 50 cây số. Thì ở bên tỉnh Phúc Kiến đó, người ta cũng cảm giác luôn, cũng có cảm giác cái chuyện động đất này. Rồi các thành phố lớn chẳng hạn như Thượng Hải, Hàng Châu, Thâm Quyến, Quảng Đông, xin lỗi Quảng Quảng Châu, tất cả thành phố đó đều ít nhiều người ta cả có cái cảm giác mà động đất, cho nên người ta lo ngại. Thì nó ngay vào cái ngày mà chuẩn bị Tết Thanh Minh, thành ra là nhiều người sẽ bị trở ngại chuyện này, và trong cái ngày Tết Thanh Minh thì dân chúng đi lại nhiều hơn, rồi là đến các nghĩa địa, những cái nhà mồ để ta thăm thân nhân, ta sơn phết lại. Đại khái đó, cái này cái truyền thống của người Hoa nó có từ lâu đời rồi, thưa anh Đông. Vâng, thì đương nhiên sau một cái thiên tai như thế này thì phải có những cái nỗ lực gọi là cứu trợ động đất. Thì trong cái chuyện này Bắc Kinh với Đài Loan, thì đương nhiên với Bắc Kinh với vai trò lúc nào cũng tôi cũng là nước lớn và Đài Loan là lãnh thổ của chúng tôi, thì thưa anh Đỗ Dũng đáp bên phía Bắc Kinh có đưa ra một cái đề nghị nào cứu trợ hay không, mà bên Đài Loan có một cái phản ứng như thế nào anh? Thưa anh, khi mà động đất xảy ra không phải chỉ Trung Quốc mà tất cả mọi quốc gia trên vũ trụ này, nếu mà có điều kiện người ta đều giúp đỡ, chuyện bình thường giống như tôi với anh hàng xóm với nhau đấy, không anh có khó khăn thì tôi giúp anh, tôi khó khăn thì anh giúp tôi, chuyện này rất là bình thường, không có vấn đề gì cả, chuyện là tự nhiên. Ngay cả cái nước mà giàu có nhất mà khi bị thiên tai, các nước nghèo cũng bảo tôi giúp được thì tôi giúp, tôi không giúp được cho anh 1.000 đồng tôi cũng giúp được cho anh một vài sen, nó là bày tỏ cái thiện chí, đó là cái chính. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện động đất ở bên Đài Loan nó xảy ra vào cái thời điểm khá là phức tạp về mặt chính trị ở qua eo biển Đài Loan. Thành ra trong số những cái mà gọi là gì, hứa trợ giúp ra thì có của bên phía Trung Quốc, thì bên Đài Loan bà Tổng thống Thanh Văn bà đã từ chối liền. Bà bảo bây giờ cái ưu tiên đầu tiên chúng tôi bây giờ làm sao cứu người ta. Cứu người ta, thành ra chúng tôi không cần bên phía mà Trung Quốc trợ giúp. Đó là cái lời tuyên bố của bà Thanh Văn Tổng thống của Đài Loan. Thì sau khi đó thì cái văn phòng mà gọi là Taiwan Affairs đó, cái văn phòng mà đặc trách Đài Loan của Trung Quốc đó, thì có nói là thôi để chúng tôi trợ giúp. Thì bên Đài Loan bảo thôi cảm ơn các anh, bởi vì chúng tôi cần là lo cái chuyện chúng tôi trước đã, chúng tôi rất cảm ơn cái sự quan tâm quý vị, nhưng mà không cần trong lúc này. Thì sở dĩ nó có cái chuyện này là bởi vì thưa quý vị, là nó trong cái không khí chính trị của Đài Loan Trung Quốc nó phức tạp trong thời gian qua, từ năm 1949 tới giờ lúc nào nó phức tạp ấy. Nhưng mà hiện nay nó phức tạp hơn một chỗ là cái ông Mã Anh Kiểu, cựu tổng thống Đài Loan, người đang có mặt ở Trung Quốc, đi thăm Trung Quốc và sẽ gặp Tập Cận Bình. Và ngày hôm qua đó thì không biết có phải là tâm linh hay không, người ta bảo chuyện tâm linh không đùa được đâu, là bởi vì ngày hôm qua ông Tập Cận Bình với ông Joe Biden tổng thống Mỹ có điện đàm với nhau, nói chuyện cho một cách gọi là bên Tòa Bạch Ốc bảo là thẳng thắn và xây dựng. Thì trong đó cái chủ đề chính mà hai người nói là vấn đề Đài Loan, vấn đề Đài Loan là vấn đề Biển Đông, vấn đề Thái Bình Dương, vấn đề Ukraine, vấn đề khí hậu, vấn đề trí tuệ thông minh, vân 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 vân. Thì trong đó một lần nữa ông Tập Cận Bình khẳng định là Mỹ đừng có xía vô vấn đề Đài Loan. Bên Mỹ thì bảo không, chúng tôi vẫn tôn trọng chính sách một Trung Quốc, nhưng mà chúng tôi cũng quyết bảo vệ Đài Loan. Và ông Biden là cái ông tổng thống Mỹ mà có thể nói là trong thời gian qua cũng phát biểu tới 4 lần nói rằng ê, các anh mà đụng Đài Loan là quân đội Mỹ sẽ bảo vệ. Trước giờ ít có, chưa có, theo tôi biết là chưa có tổng thống nào nói như vậy, nói mạnh mẽ như vậy. Thành thử ra không biết có phải vì cái cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa ông Biden với ông Tập Cận Bình nó gây ra cái động đất ở Hoa Liên không, ta không biết. Nhưng mà sau khi hai ông cái là điện đàm xong thì mấy tiếng hồ sau rồi nó có động đất đó, cái chuyện nó là như vậy. Rồi nó có một cái chuyện nữa là bây giờ chúng ta biết là tháng 4 rồi, đúng không? Tháng tới rồi tháng 5 là cái ông Lại Thanh Đức, tức là William Lai đó, ông phó tổng thống bây giờ của bà Thái Anh Văn, ông đắc cử bầu cử vừa rồi đó, là tháng 5 này sẽ tuyên thệ nhậm chức. Thì bây giờ là trong thời gian qua Trung Quốc cũng là
bày binh bố trận hăm dọa cái ông này đừng có phát biểu linh tinh này kia. Rồi họ sợ là tới cái ngày đó ông Lê ông bảo Đài Loan độc lập một cái là có chữ độc lập là phiền lắm. Nhưng mà cái anh Mã Anh Kiểu là cái anh mà vừa rồi cái đảng mà anh ra bị thua cái đảng của bà Thanh Văn kỳ này, anh Mã Anh Kiểu lại đi thăm Trung Quốc là vào thời điểm này. Thì ra tôi nghĩ đó là những cái lý do mà bên bà Thanh Văn phản ứng là như vậy thưa anh. À, cái bên phản ứng của bên phía chính phủ Đài Loan của bà Thái Anh Văn trả lời rất là thẳng thắn là chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm của bên phía Trung Quốc nhưng mà chúng tôi không cần. À, có bà cũng có lý do tại sao bà cũng không cần. Thì mới đây thưa quý vị, bên phía Đài Loan vừa mới gọi là phát hiện là có khoảng chừng 30 chiếc máy bay quân sự của bên phía Trung Quốc coi như là vòng bay vòng quanh ở Trung chung quanh cái đảo Đài Loan này trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Thì đây là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là tại sao chúng tôi cần cái sự quan tâm của mấy anh. Mấy anh mà dạo này trong thời gian gần đây chúng ta biết là Trung Quốc là ngoài cái chuyện đưa tàu chiến và bao vây quanh cái đảo Đài Loan, bây giờ họ đã phát hiện trong vòng 24 tiếng đồng hồ là 30 chiếc máy bay quân sự quanh chung quanh cái hòn đảo này. Bây giờ chúng tôi nhận lời mà trợ giúp với anh thì cái giọng lưỡi tuyên truyền của anh nó còn lớn hơn đến chừng nào đi hơn nữa. Đó là những gì mà bên phía Đài Loan họ phản ứng, và đương nhiên cái phản ứng của họ chúng ta cũng sẽ hiểu trong lúc này là họ không muốn là bên phía Trung Quốc là đẩy mạnh thêm những cái chuyện mà gọi là hung hăng của họ trong những thời gian vừa qua liên quan đến vấn đề độc lập của Đài Loan. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần SPDN, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SPTN. Trong phần trước chúng tôi trình bày với quý vị bản tin liên quan đến chuyện động đất ở tại Đài Loan và những hình ảnh phản ánh rằng là một trận động đất rất lớn tới 7.3 độ Richter. Đó là câu chuyện liên quan đến Đài Loan. Nhưng mà cũng tôi cũng xin trở lại một cái chuyện khác là ngày hôm qua trong cái câu chuyện giữa Tổng thống Joe Biden nói chuyện với ông Tập Cận Bình qua điện thoại thì cái vấn đề được đặt ra đang trước mắt đó là cái đăng quang tổng thống của Đài Loan sắp tới, và cái chính phủ của Đài Loan hiện tại bây giờ là một chính phủ là có tinh thần là muốn độc lập tách rời khỏi Trung Quốc. Chúng tôi xin rút lại tách rời khỏi Trung Quốc, họ muốn độc lập. Thì trong cái chuyện này thưa anh Đỗ Dũng, liệu rằng cái cuộc nói chuyện này giữa hai ông ngày hôm qua có tháo gỡ được một số vấn đề nào đó hay không, hay là làm cho tình hình của hai bên bớt căng thẳng? Theo tôi nhìn thì không có cái gì thay đổi hết. Nếu có, không có thay đổi đáng kể. Tại vì hai bên nói toàn chuyện cũ mà, chả có chuyện gì mới, chán ngấy luôn. Có điều là họ phải duy trì nói chuyện với nhau, đừng có quên với nhau. Thứ nhất là để ông Biden nhớ tên ông Tập Cận Bình. Thứ hai là ông Tập Cận Bình cũng nhớ tên ông Biden luôn. Và cái chuyện thứ ba nữa là để họ nhắc lại, ê, giống như ông Dũng bảo, ông Long thiếu tôi 200 nha. Ông Long gặp nói chuyện tôi bảo, anh Dũng anh cũng thiếu tôi 10 bữa đi ăn nha, đại khái như vậy. Tôi thiếu ông Long, ông Long thiếu tôi, lâu lâu nhắc lại như vậy. Thì nó chỉ có thế thôi, chả có gì cả. Nhưng mà cái chuyện ngày hôm qua hai bên nói chuyện như vậy thì nó xảy ra vào cái thời điểm là cũng khá là phức tạp trong những cái chuyện khác. Thứ nhất, nó có một cái thuận lợi là sau cái cuộc điện đàm này thì bà Janet Yellen là Bộ trưởng Tài chính của Mỹ sẽ thăm Trung Quốc. Sau bà Janet Yellen sẽ là ông Antony Blinken, Ngoại trưởng của Mỹ thăm Trung Quốc. Đó. Nhưng mà thưa quý vị, nó lại xảy ra một cái thời điểm đó là ngày 10 tháng 4 tới đây, sau tuần tới này. Ông Biden tiếp hai ông kẹ ở châu Á. Đó là ông Fumio Kishida, Thủ tướng của Nhật, và ông Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines. Để mà bàn với nhau cái mà Mỹ, Trung Quốc gọi là âm mưu cản trở Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Thì biển Hoa Đông đó, nó có chuyện là Bắc Hàn cứ bây giờ lâu lâu bắn hỏa tiễn làm cho Nhật cũng lo ngại đó. Rồi bây giờ kết hợp luôn lại cái chuyện Philippines là lâu nay là Trung Quốc lấy tàu ra xịt vòi rồng và đụng tàu của Philippines đó. Thì đây là cái lần mà thưa quý vị, hai ông Biden gặp ông Kishida và ông Marcos rất là sớm, trong vòng chưa đầy một năm đó. Tức là tháng 8 năm ngoái đó, ông Kishida
gặp ông Biden trong cái thượng đỉnh tay ba với lại tổng thống Yoon Suk-yeol của Nam Hàn ở tại Camp David, tiểu bang Maryland. Bây giờ tháng 4 lại gặp lại. Còn cái ông Marcos là mới tháng 5 năm ngoái gặp ông Biden ở trong tòa Bạch Ốc, thì bây giờ lại gặp nữa, là chưa đầy một năm. Mà chưa hết nữa. Ngày hôm kia Kyodo, hãng thông tấn lớn của Nhật tiết lộ là Mỹ đang dự trù tháng 7 này sẽ lại tái tổ chức cái gọi là thượng đỉnh tay ba giữa ông Kishida và ông Biden và ông Yoon Suk-yeol, tổng thống của Nam Hàn. À, kỳ này chưa biết làm ở đâu đó. Có nghĩa là gì? Tháng 8 năm ngoái ba ông này gặp nhau ở Camp David, tháng 7 năm nay sẽ gặp nữa, là chưa đầy một năm. Rồi cái ngày 10 tháng 4 tới đây đó, trước khi mà họp tay ba giữa Nhật, Mỹ và Philippines đó, thì ông Biden sẽ có song phương họp riêng với ông Kishida. Rồi sau khi ba người gặp nhau là ông Biden lại gặp riêng với ông Marcos Jr. của Philippines đó. Thành ra nó cũng, tôi thấy là tình hình là chẳng thay đổi gì cả, mà có khi căng thẳng thêm nữa. À, đó là câu chuyện như vậy thôi. Vâng, thì đó những câu chuyện liên quan đến cái chuyện mà quan hệ quốc tế giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản trong khu vực. Và đặc biệt khi nói về cái chuyện tranh chấp ở Biển Đông với lại Philippines thì thưa quý vị, trong một tuần lễ vừa qua bên phía Philippines càng lúc họ càng lên tiếng mạnh mẽ hơn và họ đã sẵn sàng là đối đầu với Trung Quốc. Là bởi vì cái vụ cái tàu tuần duyên Trung Quốc gọi là xịt vòi rồng vào một cái chiếc tàu của Philippines khi mà chiếc tàu này đi tiếp tế cho một cái chiếc tàu cố tình đắm của Philippines ở cái bãi bãi đá cỏ mây, bãi cỏ mây, bãi cỏ mây hen, bãi cỏ mây, nhớ tiếng Anh là Second Thomas Show. Thì đó là một cái sự căng thẳng rất lớn bên phía Philippines, sẵn sàng là anh chơi tới đâu tôi chơi tới đó. Thì có thể rằng là trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình thì cũng làm tìm cách làm sao hạ nhiệt cái chuyện này, và mọi chuyện đi về đâu chúng ta chưa biết, mọi chuyện chúng ta vẫn đang chờ đợi. Sang qua nước Mỹ có một cái chuyện rất là thí vụ thú vị. Đó tôi là tưởng nói chuyện rất là thí dụ này, rất là thú vị. Thú vị ở cái chỗ rằng là thường thường ở những các những cái địa danh hay là người ta đặt cái tên cho những người danh nhân đã qua đời, nhưng bây giờ thì chúng ta lại có một cái chuyện đề nghị đổi tên một cái phi trường, một phi trường lớn của đất nước thành tên một người còn đang sống. Thưa anh, chuyện đó là chuyện gì? Thưa anh, thực ra thì đặt tên người đang sống cũng bình thường thôi, chúng ta không thể nghĩ thực, rằng là tôi nói là thường thường cái này, còn anh gọi là bình thường thì bình xin thường. Anh cho ví dụ. Dạ, ông Tony Lâm, nghị viên dân cử gốc Việt đầu tiên ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ông đã còn đang sống, họ đặt tên cho công viên cho ông. Hay là ông McCone, ông gọi là cựu giám đốc CIA ở thời chiến tranh lạnh Việt Nam, thì họ đặt tên cho cái building trong trường đại học UC Berkeley. Nói chung anh có tiền, bây giờ anh trúng số anh Long. Anh cho tiền đi, tôi đặt tên cái nhà tôi Mai Phi Long cho anh coi. Mặc dù anh chưa tắt thở. Thành ra chuyện này bình thường. Cái chuyện không bình thường ở đây đó là cái tên anh đặt một chỗ nào. Anh hiểu chưa? Ở đây anh đặt chỗ nào, đó mới là cái chuyện không bình thường. Còn chuyện bình thường mà tên anh đặt khi anh chưa tắt thở là rất bình thường. Đó, tôi nói gì anh biết như vậy. Tại hồi nãy tôi không muốn nói một chuyện tùy theo cái địa điểm. Không, thì là mình gọi là những cái địa điểm mà gọi là lớn, quan trọng của quốc gia, phải không? Thì đó, tôi nói như thế. Không, cũng được đi, cũng được đi, cũng được đi, không sao cả. Nhưng vấn đề là có xứng đáng hay không? Bởi vì nó tôi sẽ nói tại sao mà nó không xứng đáng mà bị gây danh cãi. Đó là thưa quý vị, tuần vừa rồi, dân biểu Guy Chen Taylor của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Pennsylvania đề nghị và đưa ra một dự luật là hôm thứ sáu vừa rồi là đổi cái tên phi trường quốc tế Dulles ở tại tiểu bang Virginia thành tên là phi trường quốc tế Donald J. Trump. Đó là vấn đề. Và cái dự luật này được một số vị dân biểu Cộng Hòa đồng tác giả, làm đồng tác giả, ví dụ như là dân biểu Mike Walls của Florida, dân biểu Andy Ores của Tennessee, dân biểu Chuck Fleischman của Tennessee, dân biểu Paul Gosar ở Arizona, dân biểu Troy Neal Texas và dân biểu Barry Moore ở Alabama, nhau là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ông đồng tác giả cho cái dự luật, là 7 ông tất cả. Đó. Thì họ nói như thế này, cái lý do mà họ đưa ra đó, họ bảo rằng là thưa quý vị, khi mà tất cả hàng triệu triệu người
khách quốc tế và khách nội địa ở trên bầu trời chuẩn bị đáp xuống mảnh đất của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thì không có nơi nào mà có thể dùng làm cái biểu tượng cho tự do, thịnh vượng và sức mạnh hơn là họ nhìn thấy cái chữ Welcome to Trump International Airport khi mà đáp xuống mảnh đất Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là cái lời ở trong cái dự luật đó. À, thì quý vị nào vùng DC quý vị biết đó, là nó có ba cái phi trường chính. Ở thủ đô nó có phi trường Ronald Reagan National Airport. Ngày xưa là National Airport, sau này thêm cái ông Ronald Reagan vô. Ở bên Maryland nó có phi trường Baltimore, cái chỗ mà gần cái cầu mà đã gãy, cái cầu đã gãy đó. Đó. Còn ở phía Nam đó, thì ở tiểu bang Virginia nó có phi trường quốc tế Dulles. Thì Baltimore chưa có tên anh ạ. Đặt được tên phi trường Baltimore, anh có chừng vài trăm triệu bỏ vô là tên phi trường Mai Phi Long liền, thấy không? Cái phi trường National, Reagan National đó là hồi trước á, là nó chỉ là National, nó nhỏ. Sau này để vinh danh cố tổng thống Ronald Reagan, họ đặt thêm cái tên nó dài thòn. Quý đời DC và đi nhìn nó điên luôn. Ronald Reagan National Airport, úi trời, rồi chưa kể có người đặt là President Ronald Reagan National Airport. Ôi trời trời, Washington DC, ôi trời trời, đủ rồi. Còn Dulles là tên của John Dulles, từng là giám đốc CIA trong thời kỳ chiến tranh lạnh, và ông này nổi tiếng là Chống Cộng, thời ông Eisenhower đã. Thế là tên nó bây giờ là đổi đổi. Thì cũng được thôi. Nhưng mà bị phản ứng. Phản ứng từ bên phía dân chủ chắc chắn là những người phản ứng đầu tiên là dân biểu Jerry Connolly của Đảng Dân Chủ, cũng tiểu bang Virginia. Mà cái địa hạt ông này nó lại bao gồm một phần phi trường Dulles. À, ông viết trên X, ông nói nha. Hey, ông Trump bị 91 tội hình sự, đang bị truy tố. 91 là ông chưa trừ ra ba kia, đúng không? Đúng là còn 88 thì cũng được. Mà bây giờ nếu bên Đảng Cộng Hòa đặt tên một cái gì đó đằng sau tên ông, thì tôi đề nghị nên đặt tên ông cho cái nhà tù liên bang. Đó là dân biểu Jerry Connolly nói như thế. À, rồi dân biểu Jennifer Weston cũng của Đảng Dân Chủ, tiểu bang Virginia, cũng có một phần dính vô trong cái phi trường Dulles luôn. Thì bà này mới nói là ôi trời ơi, lại một cái cánh mấy ông này cái là Cộng Hòa lộn xộn quá, bỏ hết chỗ đặt đi đặt vô chỗ này. Đó. Tôi nghĩ là người ta không muốn mà gọi là du khách quốc tế mà đáp xuống phi trường mà nhìn thấy một biểu tượng là gì, làm hỏng cái nền dân chủ nước Mỹ. Cái bà này bà nói bà biết như thế đó. Thành ra là đang gây tranh cãi, cái chuyện này ghê lắm. Và nó còn cái chuyện gì đằng sau chuyện này nữa, chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.